Xe có nhiều vết xước, muốn làm đẹp lại nhưng mà sơn thì cũng khá lâu. Thì bật mí cho anh chị em mình một cách, đó là dán đổi màu đề can. Thì đây là em Vision, sau khi shop em vừa dán màu xám titan này mọi người. Cái màu này quá là tinh tế, quá là sang trọng luôn đúng không mọi người? Cái màu này không có kén độ tuổi hay là nam hay nữ gì đâu nha. Xe của anh trước đó là có một số chỗ bị bể, cho nên shop em đã hỗ trợ cho ảnh là hàn lại trước khi dán. Và anh chị mình cứ yên tâm nha, trước khi dán đổi màu tại shop em á, thì anh chị em sẽ được rửa full xe chi tiết từ trong ra ngoài bằng dung dịch chuyên dụng nha. Và shop em bảo hành cho anh chị em mình là 24 tháng về màu và 12 tháng lỗi do mông chống bí. Anh chị em nào cũng đang thích màu này á, hoặc là muốn dán màu khác á, thì cứ để lại thông tin ở góc trái màn hình cho em, để shop em tư vấn cho mọi người kỹ hơn ha. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng ngắm nhìn em Vision sau khi được dán đổi màu từ màu đỏ chuyển sang màu xám titan tại shop em, nó sẽ trông thế nào nhé. Em biết không em, người ta chỉ yêu bằng lời nói.